liên quan tới quá trình nhận diện các nạn nhân trong vụ 39 người được tìm thấy trong thùng container ở Anh. Các gia đình có con bị mất liên lạc đang chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu và mong mỏi các cơ quan chức năng của Anh cũng như của Việt Nam sớm công bố danh tính 39 nạn nhân tử vong trong container, hỗ trợ đưa nạn nhân về quê nhà. Theo cập nhật của Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Watt cho biết, tính tới chiều ngày 28 tháng 10 vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai, mang quốc tịch nào. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu. Nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Chúng tôi biết cộng đồng người Việt Nam trong nước và ở Anh đều đang rất lo lắng. Đại sứ tại Việt Nam Gareth Watt cho biết. Đại sứ Gareth Watt cho biết quá trình xác minh này sẽ mất khá nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và tính chính xác trong quy trình giám định pháp y bảo mật thông tin cho cuộc điều tra còn đang tiếp diễn. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội ngày 28 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết phía Anh chỉ mới trao đổi với Việt Nam thông tin hồ sơ của 4 người trong số 39 người được tìm thấy trong thùng container. Theo ông Sơn, đây chỉ mới là những trường hợp phía Anh nghi ngờ nên còn phải trao đổi hồ sơ để phối hợp với phía Việt Nam xác minh thông tin chứ không phải là kết quả xác định danh tính nạn nhân. Vậy là còn lâu lắm vì họ không chấp nhận nhận diện mà chỉ dựa trên kết quả xác định ADN. Hiện Bộ Ngoại giao cũng xây dựng kịch bản cụ thể trong trường hợp nếu những người bị nạn có công dân Việt Nam giờ phải chờ các bước đàm phán, ông Sơn thông tin thêm. Nước Anh cũng công bố cách nhận dạng 39 thi thể trong thùng container. Cảnh sát Essex cho biết áp dụng tiêu chuẩn nhận dạng quốc tế DVI để xác định danh tính 39 nạn nhân trong container nhằm đảm bảo sự tôn trọng cho người đã mất. Ngày 29 tháng 10, Bộ Công an Việt Nam tuyên bố sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh để hỗ trợ điều tra, xác minh danh tính nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận đã gửi 14 hồ sơ sang Anh để nhận diện. Theo thông báo ngày 26 tháng 10 của cảnh sát hạt Essex phía đông London, toàn bộ 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe container đã được chuyển từ cảng Tilbury đến bệnh viện Bromfield ở thành phố Trafford, đông bắc London để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Quá trình này diễn ra song song với cuộc điều tra khi chúng tôi tìm cách xác định những người đã chết cũng như xác minh, lưu giữ bất kỳ bằng chứng pháp y nào để cảnh sát tìm công lý cho mỗi nạn nhân và người thân của họ, thông báo cho hay, thêm rằng đây là quá trình nhận dạng tự nhân tử vong. Thêm rằng đây là quá trình nhận dạng nạn nhân tử vong hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của cảnh sát hạt Essex. Cảnh sát đang sử dụng tiêu chuẩn nhận dạng được quốc tế công nhận để xác định những người đã chết được biết đến với tên gọi tiêu chuẩn xác định nạn nhân thảm họa Interpol DVI. Interpol là tên viết tắt của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. DVI là quy trình và thủ tục nhằm thu hồi, nhận dạng người đã chết hoặc là hài cốt trong các sự cố chết người. Quy trình này bao gồm việc kết hợp thông tin trước và sau khi chết để xác định bằng các biện pháp khoa học một cách chính xác, có tính đến yếu tố tôn trọng người đã mất, nhu cầu của cuộc điều tra và nhu cầu của thông tin cộng đồng. Mỗi nạn nhân được bố trí một nơi giám định pháp y, cảnh sát đang xử lý cẩn thận tất cả các tài sản có trong xe tải cũng như nạn nhân mang theo và mỗi vật phẩm đều giúp hình thành hồ sơ cá nhân. Mỗi người trong số 39 nạn nhân đều có túi đựng hồ sơ mô tả, quần áo và các vật dụng khác. Cho đến nay, chúng tôi có hơn 500 tang vật, bao gồm điện thoại di động. Các thông tin trong điện thoại di động sẽ được tải xuống và phân tích xác minh. Điều này rất quan trọng để xác định nạn nhân cũng như hỗ trợ điều tra rộng hơn. Việc này cần được thực hiện theo cách thức pháp y để có thể sử dụng làm bằng chứng cho tòa án sau này. Như bất kỳ trường hợp tử vong hàng loạt nào trước đây, chúng tôi không thể dự đoán quá trình này kéo dài bao lâu, cảnh sát cho hay. Cập nhật thông tin mới nhất sáng ngày 28 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay, cảnh sát Anh đã xác định được 4 trên 39 trường hợp tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex đã gửi hồ sơ cho Việt Nam để xác định nhân thân. Dù chưa phải đã xác định danh tính những nạn nhân này, nhưng phía Anh cũng đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang cho phía Việt Nam nhằm chấp nối các thông tin để xác định nhân thân cho mỗi trường hợp. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói, nói về việc nước Anh nhận dạng thi thể, Thứ trưởng Sơn cũng thông tin thêm, phần việc cảnh sát Anh đang tiến hành cần nhiều thời gian, vì theo quy định phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN. Theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ từ 5 đến 10 trường hợp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói, chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam có nghĩa là phía bạn cũng có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên mới phối hợp trao đổi giữa hai bên để xác minh thông tin. Theo ông, cũng trong ngày hôm đó, cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ gặp đại sứ Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay. Mới đây, tờ Daily Mail của Anh
cho biết có ít nhất 25 trong số 39 người chết trong thùng container đông lạnh ở Anh được cho là đến từ một vùng quê ở Việt Nam. Trong đó, danh tính 7 nạn nhân người Việt bị nghi ngờ có mặt trên chiếc xe tải tử thần hôm 23 tháng 10 vừa qua được xác định bao gồm Anna Bùi Thị Nhung, Phạm Thị Trà My, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Đình Tú, Võ Ngọc Nam và hai anh em họ là Hùng Nguyễn và Hoàng Văn Tiệp. Thậm chí, tờ Daily Mail cũng đưa tin Anna Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, đã phải đưa cho bọn môi giới 10.000 đô la với hy vọng được đưa sang làm việc trong các tiệm nail tại Anh. Nhung đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An, nhưng cho đến nay danh tính với người này vẫn chưa được các cơ quan điều tra xác định cụ thể. Nhiều độc giả tỏ ra mất kiên nhẫn và đặt ra nhiều gợi ý như tại sao các cơ quan điều tra không làm điều A hay điều B cho nhanh và đơn giản hơn. Sau đây là một số điểm đáng lưu ý trong quá trình nhận dạng nạn nhân và tìm người thân, đặc biệt là các vụ thảm sát với số lượng lớn như này. Vấn đề thứ nhất liên quan tới quyền riêng tư. Ở các nước khác, cảnh sát có thể cho công chúng biết di ảnh của người đã mất hoặc cho người lạ vào xem mặt, nhưng ở Anh Quốc thì quyền riêng tư cá nhân rất cao, đặc biệt là với những người đã mất. Theo cơ quan điều tra, họ cần giữ được sự tôn nghiêm và tôn trọng cao nhất dành cho 39 người được tìm thấy trong thùng container này, cho nên quá trình làm việc sẽ thực sự rất khắt khe. Họ không thể cho cả 100.000 người vào xem từng thi thể được và cũng không thể đăng tải ảnh bừa bãi trên truyền thông vì điều này có thể bị lợi dụng để người khác thực hiện việc lừa đảo. Thêm nữa, nếu bạn là người thân của một trong số các nạn nhân này, bạn cũng không muốn người khác làm phiền tới sự yên nghỉ của người đã mất. Vấn đề 2. Vụ án gây chấn động thế giới và liên quan tới nhiều nước. Đây là vụ án có thể xảy ra ở châu Âu, hiện nay chưa xác nhận được, nhưng các nạn nhân thì lại được chuyển tới Anh Quốc. Ngay từ khi bắt đầu, các nhà điều tra đã đưa ra nhận định chưa chính xác khi cho rằng 39 người này xuất thân từ Trung Quốc. Họ đã phải nhận một số chỉ trích từ phía người dân và báo chí vì đưa ra phán đoán quá sớm như vậy. Vì vậy, các nhà điều tra ở Anh phải đang thật sự rất cẩn trọng để xác định đúng danh tính cũng như tìm đúng người thân. Một khi đã xác định được quốc tịch của những người này, họ còn phải làm nhiều thủ tục khác để kết nối và bàn giao với chính phủ của nước đó. Vấn đề 3. Không thể dùng mắt thường để xác minh. Nhiều độc giả đưa ra cao kiến là cho người thân vào dùng mắt để tìm người thân của mình trong số 39 nạn nhân. Tuy nhiên, theo luật thì họ không chấp nhận phương án này vì có nhiều sai sót có thể xảy ra, đặc biệt là khi mặt của các nạn nhân đã bị biến dạng. Cơ quan điều tra ở Anh sẽ dùng phương thức nhận dạng DVI, trong đó bao gồm 4 bước sau, áp dụng cho mỗi nạn nhân. Bước 1. Khám nghiệm hiện trường. Họ sẽ thu hồi vật dụng và xác của nạn nhân tại hiện trường. Việc này có thể mất vài ngày tới vài tuần. Bước 2. Kiểm tra pháp y nạn nhân. Cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm tử thi, thu thập các thông tin mà nạn nhân có thể có như là dấu vân tay. Thông tin này thì có độ tin cậy cao, tuy nhiên sẽ khó đi đối chiếu vì nạn nhân có thể không mang quốc tịch Anh hoặc chưa bao giờ bị lấy dấu vân tay. Khám nghiệm răng có thể là cơ sở đáng tin cậy. Hồ sơ DNA cũng có thể dùng để đi đối chiếu với tóc rụng ở nhà của nạn nhân hoặc đối chiếu với cha mẹ của nạn nhân. Những dấu vết vật lý như hình xăm, vết sẹo hoặc là vết phẫu thuật có thể dùng để nhận dạng nạn nhân. Có thể nhận dạng bằng mắt trực quan nhưng không được coi là chính xác. Bước 3. Thu thập dữ liệu pháp y từ người nhà. Người nhà có thể cung cấp các dữ liệu như sổ khám răng, khám bệnh, dấu vân tay của nạn nhân hoặc DNA của người thân trong gia đình. Bước 4. Đối chiếu. Sau khi đã có thông tin từ bước 2 và bước 3, một đội chuyên gia sẽ ngồi xuống để so sánh giữa hai loại thông tin này để xác minh danh tính nạn nhân. Vấn đề thứ 3. Khó khăn trong việc gặp người thân. Quá trình xác định danh tính phụ thuộc một phần vào phía người thân cung cấp thông tin. Tuy nhiên, do các nạn nhân có người thân đang sống ở ngoài UK, cho nên việc gặp gỡ và thu thập thông tin gặp khá nhiều khó khăn. Có một số nạn nhân có người thân ở Anh Quốc, nhưng phía cơ quan điều tra cũng gặp trở ngại khi những người này sợ việc ra khai báo sẽ bị nhận diện. Trong tuần này, họ cũng đã có hai buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt ở London và Birmingham, nhưng số lượng người cùng huyết thống tới cung cấp mẫu DNA vẫn còn ít. Ông Martin Bashmore, người trực tiếp chỉ đạo việc nhận diện nạn nhân, đã nhiều lần tha thiết kêu gọi người thân ở Anh Quốc ra trình báo và hứa sẽ không truy xét, kiểm tra giấy tờ của họ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, có một số người đưa thông tin sai lệch cho người nhà các nạn nhân và nói rằng cảnh sát sẽ theo dõi họ nếu họ ra mặt, vì vậy mà công việc nhận dạng đang bị trì trệ. Tối ngày 25 tháng 10, đại diện Việt Nam tại Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Phòng chống tội phạm của Anh và Cảnh sát điều tra hạt SF về vụ việc này. Sáng ngày 26 tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng như một số cán bộ của Đại sứ quán đã đến hiện trường tiếp tục làm việc với cơ quan chính quyền địa phương và Cảnh sát hạt SF. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng của Anh nhất trí phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Đại sứ quán cũng đã thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp với cảnh sát hạt SS, đơn vị đang chủ trì điều tra vụ việc. Các cơ quan chức năng của Anh cho biết
Quá trình điều tra đang được tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng, tuân thủ theo các quy định, thủ tục về điều tra tội phạm của Interpol. Cảnh sát hạt SS cho biết hiện vẫn còn đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân không dựa trên hình ảnh. Do đó cần có thời gian. Cho tới 13 giờ ngày 26 tháng 10 theo giờ địa phương, chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân được công bố. Ngày 28 tháng 10, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã đến gia đình tại Can Lộc, Hà Tĩnh, nơi có đơn trình báo về việc người thân mất tích tại Anh để lấy thông tin và mẫu xét nghiệm ADN. Ngày 30 tháng 10, Đại tướng Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh bàn vụ 39 người tử vong trong thùng container. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy định, thủ tục pháp luật trong trường hợp có nạn nhân là người Việt. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 10, cảnh sát Anh đã gọi điện thoại về các gia đình ở Việt Nam nghi ngờ có người thân thiệt mạng trong thùng container ở Anh. Ông Nguyễn Đình Gia, 57 tuổi, thuộc tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ông mất bình tĩnh và chấn động khi cảnh sát Anh gọi điện thoại thông báo con trai ông là Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, nằm trong danh sách 39 người tử vong trong con xe container. Theo ông Gia, khoảng 20 giờ tối ngày 1 tháng 11, khi gia đình đang ăn cơm thì ông nhận được cuộc điện thoại qua mạng xã hội. Thông qua người phiên dịch, ông Gia cho biết đó là cảnh sát Anh. Cuộc gọi kéo dài khoảng 8 phút, tôi, cảnh sát Anh và một người phiên dịch nữa nói chuyện. Tôi có hỏi con tôi có nằm trong danh sách 39 nạn nhân hay không, thì cảnh sát bảo rằng chắc chắn con tôi nằm trong số đó, ông Gia nói. Cảnh sát Anh có hỏi nguyện vọng của gia đình là gì? Tôi chỉ nói bây giờ nguyện vọng của tôi là mong chính phủ hai nước tạo điều kiện đưa thi thể con tôi về nước, chứ gia đình tôi không thể sang Anh để đưa thi thể con về được nữa. Ông Gia cũng cho biết, cuộc gọi từ cảnh sát Anh đã dập tắt hết mọi hy vọng cuối cùng của gia đình. Còn ông Phạm Văn Thình, 55 tuổi, ở thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc cho biết, ông là người trình báo con gái là Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, mất tích tại Anh. Tối hôm ngày 1 tháng 11, gia đình cũng nhận được cuộc gọi của cảnh sát Anh, nhưng họ chưa khẳng định con gái ông nằm trong danh sách 39 nạn nhân. Họ vẫn chưa khẳng định con gái tôi nằm trong danh sách 39 nạn nhân. Cảnh sát Anh gọi, có người phiên dịch kèm nữa. Cuộc gọi kéo dài khoảng 5 phút, họ hỏi về đặc điểm nhận dạng của con gái tôi, trên người có đeo trang sức gì không, người có vết sẹo nào không, ông Thịnh nói. Ngoài ra, ông Bùi Chính ở thị xã Hồng Lĩnh là người bố trình báo con trai là Bùi Phan Tê, sinh năm 1979, cũng mất tích trùng với thời điểm việc phát hiện 39 nạn nhân trong thùng container ở Anh, cho biết cũng tối ngày 1 tháng 11, cảnh sát Anh cũng có điện thoại về gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát Anh chưa khẳng định với gia đình anh Tê rằng anh Tê nằm trong danh sách 39 thi thể. Đại sứ quán tại Việt Nam tại Anh thông tin, ngày 1 tháng 11, cảnh sát hạt SS thông báo có nạn nhân người Việt trong thảm kịch 39 người thiệt mạng trên xe tải. Rạng sáng ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, cảnh sát SS thông báo họ tin rằng 39 thi thể trên container đều là người Việt. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết việc xác định danh tính nạn nhân cần được tiến hành. Cảnh sát Anh nói rằng tất cả các nạn nhân trong đó được cho là người Việt. Họ đã xác minh được danh tính một số nạn nhân trong 39 người chết, được tìm thấy trên xe container đông lạnh ở gần London. Theo báo Guardian dẫn phát biểu của ông Tim Smith, phó cảnh sát trưởng, người phụ trách cuộc điều tra 39 thi thể trong container ngày 1 tháng 11. Tới lúc này, chúng tôi tin các nạn nhân đều là những người Việt và chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với nhiều gia đình tại Anh và cả Việt Nam và chúng tôi tin rằng đã xác định được một số gia đình có người thân không may nằm trong hành trình bi thảm này. Theo cảnh sát SS, các bằng chứng tìm thấy để củng cố cho niềm tin trên phải được xác nhận bởi cấp cao hơn và hiện vẫn còn chưa được sự xác nhận. Vào thời điểm này, chúng tôi không thể công bố danh tính của các nạn nhân và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các bên khác để nhận diện các nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, cảnh sát Anh cho biết thêm. Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Lê Xuân Hoài cho biết sẽ nhận diện thi thể các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong thùng container tại Nội Bài. Theo Bộ Nội vụ Anh, các gia đình các nạn nhân có nguyện vọng sang Anh sẽ được hỗ trợ thị thực tại Việt Nam bao gồm cả việc miễn lệ phí. Vào ngày 5 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có cuộc làm việc với quan chức chính phủ Anh điều tra kỹ giữ gìn phẩm giá 39 nạn nhân trong thông cáo được phát đi sau cuộc gặp trên. Bộ Nội vụ Anh cho biết nhân thân các nạn nhân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí xin thị thực visa nếu muốn sang nước này. Bộ Nội vụ Anh cho biết trước những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam.
Cảnh sát Essex mới đây cũng đăng thông tin về cuộc điều tra 39 người được tìm thấy trong thùng container. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan trong nước và quốc tế để tìm câu trả lời cho bạn bè và các gia đình của nạn nhân, cũng như đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ưu tiên của cảnh sát Anh là tiếp tục điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ vào tội ác dẫn tới cái chết của các nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã mất, hỗ trợ bạn bè, người thân và các gia đình nạn nhân. Trong trường hợp các gia đình có người thân không may tử nạn ở nước ngoài, thì quá trình hồi hương thi thể sẽ mất tới 2 tuần với nhiều thủ tục khác nhau. Trên đây là toàn bộ quá trình nhận dạng thi thể 39 nạn nhân được tìm thấy trong thùng container ở Anh. Và đây là sự việc đau lòng gây chấn động toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.